Trước khi bị bắt, Quân Idol nổi lên là một tên giang hồ khét tiếng ở vùng Tây Quảng Trị và từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quang Quân, biệt danh Quân Idol, sinh năm 1991, trú tại khối 1, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, và hai đối tượng là Hoàng Văn Thái, sinh năm 1992, Nguyễn Phi Cường, sinh năm 1990, Nguyễn Quốc Quân, tự nhận là trùm giang hồ của vùng Tây Quảng Trị. Quân Idol thời gian gần đây nổi lên là một tên giang hồ khét tiếng ở vùng Tây Quảng Trị. Thời gian qua, Quân Idol thường tố giác, thách thức nhiều người, nhiều đơn vị làm ăn, kinh doanh trên địa bàn huyện Hướng Hóa và khu vực biên giới Việt-Lào. Trước khi bị tạm giữ, Quân Idol nổi tiếng qua các video đòi nợ trên Facebook. Đáng chú ý, nội dung các video này thể hiện Quân cùng với những đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác, thách thức, to tiếng cả với lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc, cho thấy sự ngỡ mạn, coi thường pháp luật, coi thường người khác của Quân Idol và đồng bọn. Quân mở nhiều cửa hàng cầm đồ, kinh doanh vàng bạc tại Hướng Hóa. Quân Idol nổi tiếng nhờ sự giàu có với hàng loạt tài sản cách xù, nhà hàng, khách sạn, cơ sở cầm đồ, cho vay tiền trên đường Lê Duẩn, Phan Đình Phùng, thị trấn Khe Xanh. Hàng loạt xe ô tô sang trọng gắn biển số VIP, tứ quý, ngũ quý. Tuy nhiên, Quân Idol được biết đến với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh. Đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại giàu lên nhanh chóng, có tài sản kếch xù, ăn chơi xa hoa. Quá trình giải quyết về nguồn tin tội phạm trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, xét thấy cần áp dụng ngay biện pháp khẩn cấp để kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Văn Thái. Thời điểm bị bắt, Quân đang ăn sáng tại một quán ăn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị trấn Khe Xanh.